Dạ thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Dạ hôm nay thì đoàn của tụi em rất là hùng hậu luôn. Dạ em xin giới thiệu đây là chị Mừng. Dạ chị Mừng giới thiệu mọi người giùm em nha. Dạ đây là Thủy, là chi hội trưởng, chi hội phụ nữ ấp Tân Bình. Dạ đây là chú Hoàng. Dạ chú. Dạ là chi hội trưởng, chi hội nông dân ấp Tân Bình. Chú chị Hạnh là phụ nữ ấp Tân Thanh. Dạ đây chị Lụ là phụ nữ huyện. Chị Lụ thì giờ là dẫn đi đúng rồi miệt mài với tụi em. Chị Lụ thì nhiều người biết rồi. Còn bên kia là Thanh Kiều. Đây là Ngọc Kim Khiết, đây là Quỳnh Mai, đây là Trúc Nguyên. Mấy bạn này là của bên Kim Khiết em hết. Thì hôm nay đoàn của mình hùng hậu cho nên cũng sẽ đến thăm một cái gia đình cũng rất là hùng hậu luôn. Là phụ nữ không? Gia đình này là có tới 5 đứa con hả chị? Dạ đúng rồi, gia đình này có 5 bé. Ở đây là xã Tân Nhuận Đông. Đông. Dạ, Tân Nhuận Đông. Dạ. Ấp Tân Bình của xã Tân Nhuận Đông. Dạ. Xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp. Rồi, tới rồi kìa. Đây, gia đình hùng hậu. Dạ, em chào anh chị. Chúc các em cứ như cười nghiêng cười nữa. Tại nhà văn hóa Tân Hậu. Dạ, chị tên là gì vậy chị? Dạ, chị giới thiệu lại tên của em nha. Số là làm gì mẹ ổng không? Đẩy tôi ra. Vậy hả? Hết đẩy rồi. Hết đẩy rồi, nãy sợ đẩy vậy hết đẩy rồi. Thấy lạ. Dạ chị tên gì hả chị? Em tên Nguyễn Thị Quyền chị. Dạ. Quyền hả chị? Dạ. Còn anh tên là Quỳnh Văn Có. Dạ. Đây là mấy bé nhà mình luôn hả chị? Dạ. Vô đây vô đây vô đây. Ba mẹ đi coi. Vô đây chứ. Ờ, con. Đó, gia đình mình hùng hậu không? Ngồi xuống đó con. Hai đứa nhỏ ngồi xuống. Chưa bằng. Nè, hai đứa nhỏ ngồi xuống đi. Đó. Rồi, anh lại ngồi đây luôn đi. Con giới thiệu tên luôn nè. Con tên gì? Tên Bình Con Chắc. Con Chắc. Lớn lên con. Nó lớn lên đó con. Rồi. Con tên Quỳnh Công Chức hả? Còn con tên gì? Con tên Huỳnh Công Chức. Công Chức. Còn con tên gì? Nói lớn rồi. Quỳnh Công Chấm. Quỳnh Công Chấm. Còn con tên gì? Quỳnh Bảo Trâm. Quỳnh Bảo Trâm. Bảo Trâm. Nói lớn lên. Còn con tên gì con? Nói được dạ đi con. Nói được không? Con tên gì? Chưa biết nói hồi mấy ấy à. À đi. Công Chấn hả? Quỳnh Công Chấn. Ôi ôi giỏi chưa? Gia đình mình là bình thường là làm công việc gì chính vậy? Dạ buôn bán gà vịt ngoài chợ. Dạ, bán gà vịt ngoài chợ. Ừ. Rồi mấy đứa nhỏ như vậy rồi chị bán hả? Rồi anh ở nhà trông con hả? Đúng rồi. Mà mấy đứa nó còn nhỏ quá trời luôn. Mấy đứa là chắc là năm 1 hay sao anh? Dạ năm 1. Năm 1 và cách bán năm 2 với năm 1. Khoảng tới ngày. Là anh này ảnh lớp 5 rồi hả anh? Dạ. Lớp 5 mà nhìn ổng nhỏ xíu à. Đứa nào cũng đẹp. Đứa nào mà học giỏi nhất anh? Cũng biết chứ, học cũng chút cũng khác chứ. Bé này là được giấy khen đó chị. Cái này cũng có giấy khen nha. Cái này chứ con cho Thủy gửi lại cho bé học lớp 41. 41 là năm rồi. Đó là lớp 5 rồi, giờ lớp 5. Vậy là ông anh này học cũng được mà anh bị dị ứng á, cứ bệnh hoài, nghỉ hoài, cứ nằm bệnh viện hoài luôn. Nó ăn đồ ăn vô hay bị nổi gì vậy đó hả? Đó học khu anh á, cứ nghỉ hoài. Này là anh lớp 5 đó hả? Trời ơi, chuẩn bị lên lớp 6 rồi nè. Em vô đi con. Mà anh nhỏ xíu à. Năm rồi con học đạt học sinh gì? Xin giỏi hả con? Giỏi mới có giấy khen thôi. Giỏi chứ không có tốt. Không có gì. Giỏi môn tiếng toán tiếng Việt. Giỏi môn toán tiếng Việt. Chuẩn bị lên lớp 6 rồi hả? Ủa nếu học lớp 6 là học gần đây không chị? Con đây. Nghe bà với nha Mân. Giờ nó đang học lớp 5 chị. Ủa vậy là bình thường đưa đi học đưa làm sao chị? Từ sáng đóng cửa rồi đưa hàng lớn ra đây học thì ba nhỏ đi. Là mấy đứa nhỏ để nhà. Rõ rồi. Hai đứa nhỏ ở nhà, ngày chở theo thì đóng cửa lại, ngày chở theo. Ở nhà là bỏ trong đó đó hả anh? Đóng cửa lại hả? Trong đây. Trong nhà này. Cái chỗ đó là của em bé. Chỗ đó là tối hai chồng ngủ trong giữ đồ. Rồi chứ mấy nhỏ này đứa nào nhỏ ngủ chung. Còn ban ngày thì gào anh cho nó ở trong đó cho nó mát. Cho anh qua coi cái này chút xíu được không anh? Để được. Chỗ đi. Làm cái chỗ này là mình tạo ra đây rồi để ở đó.
cái đệm đây ngủ đang giữ đồ đây mất đồ hoài à. Có gì xe đậu nên mình giữ. Cái này là hai vợ chồng ngủ với chồng, em bé. Bé nằm giỏng vậy đó. Không có giỏng tối cuốn chảy luôn mùng. Dạ. Mà giỏng treo mỗi ngày mỗi ngày. Là tối là che rèm lại. Ê. Dạ đúng rồi, mưa mới che. Dạ. Còn không có mưa thì để vậy cho nhìn coi đồ á. Dạ. Cái này nước nó lên không anh? Dạ không, ở đây có cái cống nước, cái mấy người ta làm vườn làm ruộng người ta bịt lại. À, cho nên nó không có lên tới dạ, nhà. Dạ đúng rồi, không lên mà chỉ mưa là nó động dũng vậy nè. Dạ. Nước lớn là nó thoát không kịp. Tại nó thấp thôi mà độ á. Còn trong nhà đó là có ai ngủ không anh? Hay là mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ ngủ trong đó. Dạ. Bốn đứa nhỏ. Cún là ai? Con nè. Ủa con là cún hả? Con nè. Còn Vinh Hà với cún. À, ông này cũng lanh ghê luôn á. Ông nhỏ nhỏ chứ ông lanh. Con học lớp mấy rồi? Ủa còn lớp mầm non hả? Lớp mẫu giáo là lớp lá hả? Ờ. Có giỏi không? Có được trước Quý Quang không? Có đó, có giấy khen đó. Có giấy khen à? Ê, bé ngoan, hai đứa đó, hai đứa này có bé ngoan. Một cái à? Một cái hả? Cuối năm có lãnh thưởng không? Cuối năm có được lãnh thưởng không? Con lãnh cặp da đó. Con lãnh cặp da, cho cặp da không à? Cặp da với giấy khen. Với cặp con gấu á. Ừ. Đau em, đau em. Ủa sao lại lấy của tôi vậy? Ông mưa giỡn nha. Ủa rồi mỗi ngày là chị bán ở ngoài chợ hả chị? Dạ, sáng bữa nào cũng bán chứ. Sáng bữa kia tới khoảng 2 3 giờ cái làm. Nay dậy sớm mà bữa bán cũng tới mùng 1 giờ mới có gì. Là sáng mình dậy sớm mình làm gà xong rồi mình đem đi chợ bán. Dạ. Một ngày bán chừng 1 2 giờ là em thức rồi. Dạ. 1 2 giờ thức rồi hả chị? Dạ. Thức bằng dịch. Dạ. Dịch con gà tới 5 giờ mà người đi lục lâu chợ bán. Dạ. Bán tới mấy giờ chị? Đắt tê quê. Dạ tới 11 giờ thì thêm bữa 1 mấy. Bữa 10 giờ của mình. Chút này rồi ăn cây nè. Nay về sớm một chút. Kêu ra đây nè. Ủa rồi rồi mỗi ngày chị bán vậy đi lời được nhiêu khoảng nhiêu? Cô biết đâu bữa nào bán hết chừng nhau quá nhau nghe. Bán được một ngày mấy con? Bữa chục con, bữa hơn, bữa không tới. Bữa nghe nói bữa nay em bằng có vài con mà cái ra chợ thì em bằng ít con gà kim chứ ai kim làm kim. À. Mướn rồi kim. Nghe nói bữa nay hình như bị ế hai con gà hả? Dạ, còn hai con. Nãy mới nghe ổng nói này hình như ế hai con gà cho nên ráng nán lại bán. Chức ơi, con có phụ mẹ làm gì không? Sao ra đây nói chuyện với cô coi? Nhổ lông gà hả? Nhổ lông gà rồi mẹ có trả tiền công cho con không? Sao vậy? Tính bằng bữa cơm. Tính bằng bữa cơm mà. Không, mình phải tính tiền công đàng hoàng. Không hả? Không có tiền công. Ủa là không có nhổ lông gà là không có được trả tiền công bữa cơm á hả? Vậy là mỗi ngày nào mà không nhổ lông gà là ngày đó không ăn cơm luôn. Đúng không? Dạ cũng có được, nhưng mà ăn ba mấy cái đồ nhỏ. À, đồ nhỏ. Đồ nhỏ là đồ gì? Cái đồ anh? Đồ dở. Dạ, dạ cái đồ xôi mà chút xíu bên này. À xíu xíu. Còn khi mà nhổ lông gà thì mình ăn gì? Dạ ăn cơm với cơm. Với cơm? Với cơm với gì? Dạ trứng. Trứng. Có bữa nào mà gà ế đem về ăn gà luôn không? Dạ. Ờ vậy hả? Năm ngoái. Năm ngoái hả? Cái năm nay chưa được ăn gà luôn. Dạ được. Trời ơi ăn gà năm ngoái luôn á hả? Ăn gà năm ngoái luôn. Con thích ăn gì? Thích ăn gì nhất? Thích ăn món gì nhất? Nào nó ăn cũng được, hỏi tao không biết. Giỏi quá trời, học giỏi. Nè nè, đây là học giỏi nè, qua đây con nói chuyện coi. Đứng đây đi trời, sao đi vòng vòng hoài vậy? Vòng vòng hoài. Dạ, chuyện cũng muốn rồi. Cô giáo cũng khen nữa. Cứ bệnh hoài, nằm viện hoài, hoài là nằm gì 3-4 ngày, 5 ngày, cái từng lễ. Thôi nè, lâu phá nữa. Nằm vô thuốc gì đó, cái miếng hết. Uống không? Trong mấy đứa chắc anh này nó nhiều nhất quá ha. Thấy anh này thằng leo. Thằng leo à. Cún á. Này là cún nè. À cún đây hả? Ừ. Rồi, ở nhà là con tên gì? Không. Tên Chắc. Chắc luôn, không có tên khác hả? Hai. Rồi rồi thằng leo này nó tên gì?
cũng chức thôi chứ không có tin khác hả? Vậy sao em này nó có tin cún nữa? Không, dạ có hình công chức kia, công chức này chức. Ngồi cái bên như này là ngồi hoài. Còn anh này còn đi tới đi lui. Anh này là ngồi không nè. Còn cái mẹ nào không? Để đầu nằm đó với ai cũng kêu cút. Nó để dễ cho con cái bị kêu. Ở nhà có quậy không? Ở nhà có quậy không? Bị ba mẹ la bao giờ chưa? Nhiều rồi hả? Sao bị la dữ vậy? La bị quýnh. Con hỏi thì nói đi con. Ở nhà có trong em không? Có. Hả? Trong em nào đâu? Em nhỏ nhất hả? Là ẩm em nhỏ nhất hả? Ẩm sao đâu, ẩm cho chị coi coi. Ẩm cho cô coi coi. Ẩm với cổng. Ờ, cổng em coi coi. Con không biết. Ẩm em đi. Coi thử coi cái xiền cỡ nào coi nè. Ờ, cổng nè. Trời ơi. Ngủ em ngủ luôn á. Ngủ em ngủ luôn hả? Ẩm gọn hơn kìa thấy không? Ờ, mà. Ẩm thử rồi, ẩm lâu. Chắc không ẩm lâu nổi quá, anh lơ, anh nhỏ xíu à. Thì mỏi tay. Vậy đó hả? Ủa đâu chị? Cô mượn ơi, cô ẩm thử rồi. Vậy chị ở phía sau đây là cái mương này hả chị? Dạ, mương này là cái khí lợi gì đó, ngoài sao người ta xài ngủ thì trời ơi, nó không có sợ người lạ. Ẩm là nó qua à. Rồi nước sinh hoạt của mình hả? Đâu chị? Trứng. Có nước cây á chị. Con phải tin trứng. Xài nước cây chứ mà gà vịt nhiều khi cũng xuống gói cộng nè. Còn nước ăn uống ngay kia xài nước cây. Mấy đứa nhỏ ở đây nó có nguy hiểm không? Nó không có xuống chị, nó quen rồi, nó không có gà lộn. Có đứa này mất chừng nè, nó còn nhỏ quá là gà không đây. Đứa kia nó lên nó biết hết là nó không gà lộn. Nó hết chịu rồi nè, nó tuột rồi nè. Ủa vậy là cái không được, con đâu ẩm em được, không được. Chi phí mà sinh hoạt trong gia đình là một mình chị hết đúng không? Dạ, chung có nhiều đây chị. Đi để cô đưa cho mẹ, té em. Thôi không được đâu, té em. Đưa cho mẹ đi. Nó tuột xuống rồi, nó gỡ. Đưa cha kìa. Đưa cha ẩm nha. Đây chị đưa cho. Ừ, đưa qua đưa lại. Chuyền qua chuyền lại. Ông đó ổng tròn trịa hơn mấy anh chị ổng. Dạ, mấy anh chị nhỏ xíu nó còn uống được vài bình sữa. Còn mấy đứa kia đâu có tiền đúng sữa ăn cơm không? Ăn cơm không? Chị đi làm vậy rồi có đủ chi phí sinh hoạt trong gia đình luôn rồi tiền học hành sao năm đứa lận. Học tháng nhà có bữa đủ vậy khi mà mướn rồi thêm có khi thiếu rồi bà nội nó có ở chỗ ấy đó cho đồ ăn với khi bà cũng tiếc chính định bà nội bà trong gạch tre nè bán ở kế bà đó sáng ké bà. Cái nhà này là nhà của mình luôn hay sao chị? Em mướn chơi. Mướn hả? Dạ. Là lúc mướn là nhà nó y vậy luôn hay là chị mới cất lên? Cất bà nội nó cất mướn có cái đất không à? À. Đất thấp đó, đất thấp nó ngập rồi mẹ ba cắt lên nó chở lên nuôi cái đứa này nè. Dạ. Thôi. Quên. Phải lấy cái chai cái ghế để em xuống. Cái khi ba bữa nào bán được thì đủ thôi, nếu thiếu cái ba cho đồ ăn. Chứ học khi ba cũng tiếc. Chứ giờ ba lớn tuổi cũng quải. Nhiều chị tháng hình như đứa 800 mấy. Vậy đó hả? Dạ. Chị đủ tiền không vậy chị? Mấy đứa đi học lực hả? Dạ. Chứ cái mà nó tiếc. Cái này à. Khi cũng hụt. Tụi em đi thử một vòng vô nhà coi nhà được không? Dạ được. Vô chỗ không có nhà. Vô trong nhà. Dạ, cửa sáng thì chưa dọn dẹp cái tùm mà chắc là mình đi đường nào ta? Đường này nè chị. Sáng giờ em chưa về, chưa dọn dẹp. Mang dép vô đại đi vậy? Thôi. Nhà chưa dọn dẹp chứ. Dạ. Nhà còn gà giờ tiên chưa về là nhà cửa luôn. Cái này là tối mấy đứa nhỏ nó ngủ đó hả chị? Dạ. Tối ngủ đây nè, trả chỗ này nè chị. Ngủ đây. Rồi học hành đồ là ở đây luôn. Dạ. Cái tủ đồ chơi nè. Cái này là hình hai vợ chồng lúc mới cưới đó hả chị? Dạ, lúc mới cưới. Năm 2012 đó chị. Dạ. Hình của con đó hả? Dạ. Cái đứa nó cũng được vài tờ giấy khen. Này là tối ba anh em trai tụi mấy đứa nó ngủ á. Dạ. Ba. Ba đứa. Nằm dài rồi. Ở đây là sáng ở nhà là ảnh nấu cơm. Ở nhà ảnh nấu cơm hả? Dạ.
Mấy đứa nó vậy thì ảnh nấu, có khi chưa về em nấu. Ừ. Rồi ở nhà thì ba nó đưa rước. Dạ. Hên là hôm nay thứ bảy cho nên ở nhà hết trơn ha. Dạ. Dạ. Diện tích nhà này chừng mấy mét? Nhà này hả? Em không gần, không chồng em là lúa ông có đo không biết vậy. Nhưng mà 3 mét, 5 mét hay vậy? Cái này nhà của mình là không có đất cho nên đâu có được hỗ trợ nhà không? Bây giờ hiện tại là có ba chồng của bé này nè, cho được 700 mét trong kia. Nếu mà cất nhà thì cất ở trong kia. Tại đây nhà thuê mình chứ. Nhà này nhà thuê, cất này thuê mình cũng cất đây được. Mà là ba chồng của bé này. Hồi giờ mấy chị có vô chồng không? Không. Em sinh năm mấy? Năm 89 chị. 89. Em được 34 tuổi. Vậy là mấy đứa nhỏ nó bình thường chắc em đi bán chắc là mấy đứa ở nhà với ba là chính hả? Dạ. Thì hai vợ chồng bữa là chồng em bán thì em ở nhà. À ba nó cũng có thế ra bán luôn. Dạ. Hồi lúc trước em thằng đó còn nhỏ thì chồng em ra. Em thấy mình phụ nữ mình ra chợ mình bán dễ hơn. Đúng rồi. Mời mầm luôn. Cái này bán chậm chứ. Bán thì mình bán dễ hơn. Dạ. Gia đình ăn gì chị coi sơ được không? Dạ được, cái này là tối nè. Cái này là tối hả? Ủa, sáng nay chưa nấu cơm hả? Dạ chưa, em mới đi chợ về à. Rồi sáng mấy đứa nhỏ nó ăn gì? Sáng nó ăn hâm mấy này nó ăn nè. À, sáng hâm này lại cho nó ăn dạ. Mấy đứa nó đậu hoàng ấy được, nó ăn thịt. Nó còn nhỏ quá nó mà. Nó còn nhỏ. Hai chồng em kiếm cá này kia ăn cho đỡ thêm tiền, ăn vài chục ngàn à. Ủa mà sao mình đông quá vậy ta con, mình sao đông quá ha? Dạ. Cái này là tại tự nhiên hả em? Em không có kế hoạch gì hết hả? Dạ giờ em mới kế hoạch là ở xã cho. Ôi trời ơi. Gớt. Trời ơi gớt. Hết hồn. Ừ ở xã cho em kế hoạch cấy tay nè. Không cho em chương trình gì với huyện á. Em cấy tay rồi. Là em cấy rồi đó đúng không? Dạ. Hôm chị Mai mới kêu. Chứ bây giờ mà sinh nữa cũng mệt à. Dạ. Năm đứa là thấy cũng nuôi cũng vất vả rồi đó. Rồi hai chồng đi làm bán như vậy rồi có đủ nuôi con? Cứ khi đủ thì tháng không thiếu. Mấy tháng dịch đồ quán khó khăn là lúc đó thiếu. Ủa rồi học đi học là có được miễn giảm học phí rồi không? Dạ không. Chưa có tách hộ. À chú Hoàng ông ấy kêu đó. Học phí rồi. Thì vậy là học phí bảo hiểm rồi là chưa đã được giảm gì hết. Dạ chưa giảm. Trời ơi chưa. Vậy đóng hết nhiêu đây cũng mệt à. Mấy đứa ta ba 4 đứa đi học. Thằng nhóc nhỏ thì còn dạ, ở nhà. Dạ, 4 đứa đi học. Mấy đứa nhỏ nó học được hết em? Nó học dạ, khá hết con cái này cũng giỏi nè, cô giáo khen mà nó học nó nghỉ hoài. Cái số lượng, cái chất lượng nó không có ấy. Em sợ quá, nữa học cũng lớn nó bệnh gì hoài sao? Nó bệnh gì em? Cứ dị ứng, em cũng không biết nguyên nhân nữa. Chưa có tiền đi khám. Mà dị ứng gì? Nổi da lên hả? Dạ, hay sao? Nó nổi trong bóng vậy đó, kêu nổi mày đai đó, không biết do ăn hay do gì đó. Bữa nào có tiền đi khám thử rồi. Ai cũng chỉ đi dây động chứ, mà em chưa có đi. Dưới này không có biết nguyên do. Một phần nữa nếu mà em đi thì ở nhà con nhỏ nhỏ không ai coi cũng khó đúng không? Đi phải nghỉ bán, rồi nghỉ một ngày trời rồi tốn tiền nữa. Giờ nó đâu có... Mà cũng đi khám cho nó đi chứ để mắc cò để lâu mất công. Để mình biết nguyên nhân mình nó còn điều trị. Thì chẩn đoán là nó dị ứng thức ăn. Mà em thấy thức ăn đó chắc không phải đâu. Tại thường xuyên nó cũng ăn hoài mà có khi nó không biết do làm sao. Có bữa đó nó bị, mấy bữa khác không bị. Thường nó ăn cũng đâu có đồ xương, tôm, tém với thịt. Ở đây nếu đi thì em đi Nhi Đồng 3 nó cũng gần. Nhi Đồng 3 hả chị? Ở Bình Chánh chưa có tiền đi được. Ừ. Nhưng không có thời gian đi nghỉ tùm lum hết trơn. Một rồi. Ngày mình bán vậy là mình kiếm được nhiêu trăm mấy, 200 ngàn hả? Dạ, chắc khoảng 200. Còn bữa nào mà ế khi đổi đồ ăn. Kiếm đổi đồ ăn với mẹ phải cho thêm. Ừ. Em mua đồ cho đồ ăn. Rồi ví dụ như mà hôm nay vậy bán không hết vậy là về nhà phải ăn. Dạ. Mình đi xích ra đây xem. Cái này là chỗ mình làm gà làm đồ hả? Dạ, cái bếp đây em làm ở đây nè. Lúc khuya thì em mặn ở đây, sáng thì em mặn ngoài đó đó. Tại em coi nhà, em coi dưới. Chị sơ hở tối cắt cướp hoài rồi chị ơi. Ủa? Mở mấy xịt hơi cay của em cũng 2-3 lần vậy đó. Thấy ghê quá vậy? Dạ, em mở cửa vậy nè, sáng sáng rồi để chồng em chắc gà vậy nha. Đấy, bây giờ em phá cửa luôn, em không có dám cướp mở cửa. Cướp hả? Em... là dạ. Vô xịt hay cay giật
giật gà. Trời đất ơi, giật gà sống á. Tại vì gà mình nuôi ở ngoài mà đúng không? Dạ. Trời, mấy đứa nhỏ nó chui vô trong đó nó ngồi rồi thấy cưng ghê. Thôi đi ra đó coi, đi ra mấy đứa nhỏ đi ha. Dạ. Bán ở chợ vậy đó, nhiều khi ở nhà có ai mà mướn cái em mặn em có thêm, có bữa cũng không có. Bán chủ yếu là ở ngoài chợ. Bình thường là mấy anh em nó chơi vậy đó hả? Dạ. Trời ơi, thấy thương ghê không? Khi về vậy là chưa chiều cái có ai đem gà vịt cái em làm mướn thêm. Bán thêm, có bữa cũng không có, chủ yếu là sáng bán ngoài chợ. Mướn làm một con gà bao nhiêu tiền? 10.000, 15.000, gà bự nhỏ. À. Rồi có thường xuyên có không? Cũng thất thường lắm chị, có bữa có bữa cũng không có. Gà là mình mua lại của người ta hả? Rồi mình dạ. Bán hả? Tao trong vườn tao đem ra. À. Cái này nè, em xây lên để cho thả con vô cho nó an toàn hả? Dạ. Trời, ổng la quá rồi trời. Biết em bé biết chèo rồi hả con? Dạ. Chèo. Chèo cái này ra luôn hả? Leo, cái này nó lớn nó leo được. Em bé biết leo rồi. Em bé được nhiêu tháng rồi em? 19 tháng rồi chị. Biết nói chưa hả? Nói 1 tiếng, 2 tiếng vậy hả? Ừ. Đợi ra. Thôi đừng có giờ mẹ à, con quay ra. Chờ cha nữa. Vậy hả? Em bé biết nói mẹ, biết nói cha rồi gà. Tiếng gà và tiếng. Này con vô đây con chơi nha. Trời dũng ha. Chơi ra được cái này luôn. Cái này là coi như là bữa nào mình đi bán đó thì mình lo tiền bữa đó thôi chứ. Dạ. Đâu có dư nổi em. Không có dư chơi. Cái gì mà. Rồi thôi em cũng sắp xếp đưa cho thằng nhỏ nó đi nó khám bệnh đi chứ để lâu cũng không có được đâu. Dạ. Đó đó con. Dạ. À, bữa nay chị tới thì cũng có quà gửi cho gia đình mình đó. Và gia đình mình đông quá, thôi chị gửi cho 2 bao nha. Dạ. Cái này là 2 triệu. Dạ. À, rồi chị sẽ đưa hoàn cảnh của gia đình mình lên trên up lên trên kênh của chị á, kênh Thùy Kim Khiết á. Dạ. Rồi chị rà soát lại, nếu mà được có thì chị quay lại hỗ trợ cho gia đình mình mỗi tháng. Mà cái đó thì chị chưa có hứa chắc lắm, mà nếu mà được có thì chị sẽ báo cho gia đình mình biết. Dạ. Ừ. Rồi. À, chủ yếu là hỗ trợ cho cái ông anh đi học nè. Ông anh lớn nè. Yeah. Rồi, vậy thôi vậy mấy chị em cũng xin phép đi về để qua hoàn cảnh kế tiếp. Dạ. Yeah. Có gì chị báo là em sao ha. Đúng rồi chị. Rồi dạ bà con cô bác ơi, vậy tụi em cũng xin phép kết clip ở đây để tiếp tục đi qua hoàn cảnh kế tiếp. À, xin chào bà con cô bác và hẹn gặp lại ở clip sau ạ.